Có nhiều anh khách hàng hay hỏi Mailisa rằng á, là nếu như anh là nam thì anh có sử dụng dịch vụ nâng mũi được hay không? Anh ơi, ngày hôm nay mình tới với nhà Mailisa để mình làm dịch vụ gì đây ạ? Dạ, hôm nay em tới kiểm tra lại mũi. Ngày trước thì mũi em là không có sóng, bị to, bị bè. Và sau khi nâng mũi tại nhà Mailisa, anh thấy như thế nào ạ? Rất là hài lòng. Đấy là chi phí nâng mũi tại nhà Mailisa thì rất là rẻ, mà đội ngũ nhân viên thì rất là thân thiện, nhiệt tình. Anh nghĩ như thế nào về việc mà nam giới mình nâng mũi ạ? Dạ, em thấy thì nam hay nữ thì đều có nhu cầu làm đẹp giống nhau, tùy theo sở thích của mỗi người. Và khi mà quyết định nâng mũi ở nhà Mailisa thì em thấy quyết định rất là đúng đắn. Em rất là ưng ý với dáng mũi này. Hôm nay em tới kiểm tra mũi của em là ngày xưa nó bị thấp và bị tẹt, em không có ưng ý với cái dáng mũi này. Bây giờ mũi em hiện tại thì nâng được 4 tháng rồi, em rất là ưng ý với cái dáng mũi hiện tại của em. Nếu như những anh khách hàng nào đang có nhu cầu muốn làm đẹp như em thì cứ mạnh dạn tới với nhà Mailisa, ai cũng sẽ có quyền được làm đẹp cả. Giống như em bây giờ rất là ưng ý với dáng mũi hiện tại của em, cho nên là nam hay nữ ai cũng có quyền được làm đẹp cả.